Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng đảng. Chính vì vậy, Thành ủy Ninh Bình luôn quan tâm chỉ đạo và có những giải pháp cụ thể để đảm bảo số lượng và chất lượng đảng viên mới. Trong năm 2021, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 174 đảng viên mới, vượt 29% so với kế hoạch giao, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên trên 11.000 đảng viên sinh hoạt tại 68 tổ chức cơ sở đảng. Có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành các kế hoạch, chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, trong đó có phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức cơ sở đảng, coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cá nhân đồng chí bí thư cấp ủy. Chính vì thế, nhiệm vụ này đã được các đảng bộ, chi bộ cơ sở vào cuộc tích cực. Chúng tôi cũng đã có cái phân công giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy, các chi bộ là tổ chức cái việc là rà soát cái nguồn từ các cái chi hội, chi đoàn, tạo điều kiện cho các quần chúng đi học bồi dưỡng cảm tình đảng. Ở các đơn vị khó khăn, Ban Tổ chức Thành ủy đã trực tiếp làm việc để bàn giải pháp tháo gỡ, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác, tạo nguồn, bồi dưỡng nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đảng. Cấp ủy các cấp chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để phát hiện, rèn luyện thử thách, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho đảng. Trong năm 2021, thì sau quá trình rèn luyện và phấn đấu, tôi đã được đảng bộ cấp trên kết nạp đảng. Khi được đứng trong hàng ngũ của đảng thì tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Tuy nhiên thì đi cùng với đó thì cũng là những trách nhiệm lớn lao trong cuộc sống cũng như trong công việc. Cá nhân tôi phải gương mẫu, cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân. Việc mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cũng được Thành ủy chỉ đạo triển khai linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho quần chúng ưu tú, nhất là học sinh các trường trung học phổ thông tham gia học tập, đồng thời thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên, đảm bảo đúng nguyên tắc quy định của điều lệ đảng, không vì số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Trong năm, nhiều tổ chức đảng của thành phố đã làm tốt công tác phát triển đảng viên như đảng bộ các phường Ninh Khánh, Nam Bình, Bích Đào, trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy. Ban tổ chức thành ủy thì chúng tôi sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho các cái tổ chức cơ sở đảng trực thuộc của năm 2022. Rồi đồng thời thì tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy là lãnh đạo chỉ đạo các cái đơn vị tiếp tục quán triệt cái chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển đảng viên của giai đoạn 2021-2025 và nhất là đối với cái việc là phát triển đảng viên là học sinh trong các cái trường trung học phổ thông. Tin tưởng với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác phát triển đảng viên trong năm 2022 của thành phố sẽ tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, qua đó bổ sung lực lượng, tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa trong đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.